ảnh tạp chí của thế hệ hai con cái của Minh Tinh. Con gái của Lý Liên Kiệt, Khâu Thục Trinh, Vương Trung Lỗi đều thu hút ánh nhìn, gần đây, một trang tạp chí đã đăng tải một loạt hình ảnh các thế hệ hai con gái của các nghệ sĩ, ông trùm kinh doanh và vận động viên nổi tiếng của giới người nổi tiếng Hoa ngữ. Vào ngày 3 tháng 3 năm 2020, một trang tạp chí đã tiết lộ một loạt hình ảnh trên tạp chí thời trang của con gái lãng bình bạch lãng. Con gái nhậm chính Phi Diêu Tư Vi con gái của Lý Liên Kiệt Gen Ly, con gái của Vương Trung Lỗi Vương Văn dã, con gái của Khâu Thục Trinh Thẩm Nguyệt, cả sáu cô nàng đều là những cô con gái xinh đẹp của những nghệ sĩ nổi tiếng, những cô gái thế hệ thứ hai này, được nhận xét là rất có khí chất của người nổi tiếng. Bạch Lãng Bai Lang con gái của Lãng Bình, sinh ngày 27 tháng 5 năm 1992, và trưởng thành ở Mỹ, năm 2005, Bạch Lãng bắt đầu tập luyện bóng truyền với chiều 1m89, cô cầu thủ chủ lực trong đội TCA California TCA Volleyball Club, cô theo học ở trường đại học Stanford. Bạch Lãng tham gia diễn xuất trong phim đoạt quán của đạo diễn Trần Khả Tân. Và đảm nhận vai Lãng Bình lúc trẻ. Xem thêm, địch lệ nhiệt ba tiết lộ không chủ động, và tự tin trong cuộc sống, sợ người khác không thích mình, diêu tư vi hay còn. Được gọi là Unable Yao sinh năm 1998 là con gái của ông Nhậm Chính Phi, CEO và nhà sáng lập Huawei Technology. Diêu Tư Vi hiện đang học ngành khoa học máy tính tại trường đại học Harvard, đồng thời cô đang thực tập tại công ty cung cấp các thiết bị chi giả cho người tàn tật Brenco. Một người bình luận giải trí hoa ngữ Ngô Thanh Công nói rằng, Nhậm Chính Phi tổng cộng có ba đời vợ, người vợ đầu tiên tên Mạnh Quân, và sinh một cậu con trai tên Mạnh Bình, và một cô con gái tên Mạnh Vẫn Châu. Người vợ thứ hai của Nhậm Chính Phi tên Diêu Lăng, và bà sinh ra Diêu Tư Vi. Người vợ thứ ba tên Tô Vi, là người của thế hệ 8X và nhỏ tuổi hơn Mạnh Bình, con cái của nhậm chính phi đều theo họ mẹ, chứ không lấy họ nhậm của cha, và điều đó có phần kỳ lạ. Xem thêm, nhiệt huyết đồng hành, với thân thủ lợi hại, hoàng tử thao nhận được nhiều lời khen ngợi, vì các cảnh phim đánh nhau, Vương Văn Dã sinh năm 1998, và cũng là du học sinh Mỹ, Vương Văn Dã Con gái cưng của Chủ tịch Tập đoàn Giải trí Hoa Nghị Huynh Đệ Tỷ Phú Vương Trung Lỗi, ngày 27 tháng 6 năm 2013. Vương Trung Lỗi đã dẫn theo vợ và con cái của mình xuất hiện ở thảm đỏ của buổi công chiếu tiểu thời đại, và đây cũng là lần đầu tiên ông công khai hình ảnh của con gái trước công chúng. Vương Văn Dã là một cô gái trẻ nổi tiếng trong loạt thế hệ 2, vì cô thường xuyên chụp hình cùng với những nghệ sĩ danh tiếng, ví dụ như Huỳnh Hiểu Minh, Tỉnh Bắc Nhiên, Hàn Canh, Thành Long, Angela Baby, Hà Cảnh, Trịnh Khải, Hàn Đông Quân. Vương Văn Dã vướng vào tin đồn yêu đương với Hàn Đông Quân, song nhiều người nói rằng đây chính là phúc lợi của mấy cô cậu phú nhị đại. Thẩm Nguyệt sinh năm 1999 là con gái lớn của Khâu Thục Trinh và thương gia giàu có Thẩm Gia Vĩ. Hai cô em gái của Thẩm Nguyệt lần lượt là Thẩm Nhật và Thẩm Tinh, cả ba cô con gái đều có phong cách thời trang tinh tế. Thừa hưởng gao thẩm mỹ từ người mẹ minh tinh của mình. Thẩm Nguyệt thường hay tham gia, và xuất hiện ở nhiều sự kiện. Nhiều người cho, rằng cả hai như chị em khi thẩm Nguyệt sánh bước bên cạnh khâu thục trinh bạn thấy thế nào về điều này hãy bình luận dưới video nhé trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin hãy cho một lượt thích chia sẻ và đừng quên bấm nút theo dõi kênh xin chào và hẹn gặp lại